Hello Vanessa xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị quay trở lại Vanessa trong bản tin buổi chiều ngày 19 tháng 9 năm 2021. Thì hôm nay có cái vấn đề về tiền thất nghiệp thì thực ra là Vanessa cũng định ngừng không chia sẻ về tiền thất nghiệp nữa cho đến khi nếu như cái đề xuất của bà Alexandria ở New York vừa đưa ra được ru được chuẩn thuận thành đạo luật thì Vanessa sẽ chia sẻ tiếp. Thế nhưng mà hôm nay thì có một số anh chị em lại nhận được những cái thư thông báo ở trong những cái vấn đề là người ta dùng cái đường link để mà yêu cầu những người này apply hoặc re-apply hoặc là đưa ra những cái thông tin để cho những quý vị này có thể được hưởng những cái khoản thêm những cái khoản tiền trợ cấp thất nghiệp thì ai là những người mới cần phải làm cái điều đó tại vì em thấy rất nhiều người nhận được cái thư như vậy nhưng mà trên thực tế thì không phải ai chúng ta cũng 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 đủ điều kiện cho những cái chương trình mà họ đang đưa ra thì trong cái uh, facebook ở uh, cộng đồng của idd hôm nay có rất nhiều người đã sâu lên quý vị nha thì có một cái tin vui là em muốn chia sẻ cho quý vị đó là uh, một số anh chị em uh, đã được Ừ, đã 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 gọi là up here kháng cáo cái những cái tuần mà bị uh, bị pending đó quý vị và đã đã up here và tự dưng thì hôm uh, cách khoảng độ uh, uh, xem nào. Uh, khoảng độ bao nhiêu hôm? 3 tuần đó thì những người này là khoảng độ 3 tuần thì là họ họ được họ được một cái thông tin là nhận được cái 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 payment khi mà check cái status ở trong cái hồ sơ ID của họ đó thì cái người này họ chia sẻ là họ đã gọi cho EDD và không đủ ID không đủ thẩm quyền để giải quyết và họ đã vào cái đường link mà hôm trước em cũng đã chia sẻ rồi đó cái đường link mà để nhìn theo quý vị đang ở city quận hạt nào thì hãy liên lạc với cái người đại diện ở cái 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 nơi mà quý vị ở đó thì cái người đại diện ở, ở cái city quận hạt đó họ có quyền hơn là cái người nhân viên của idd thì những người đấy họ lại là những người mà giải quyết cái 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 um... Cái, cái hồ sơ của quý vị và cái số tiền lên rất là nhiều thì thành ra là cái người này họ đã bị nhân viên của y đi từ chối nhưng mà lại được giải quyết bởi cái đại diện của nơi họ ở thì ở uh, lát nữa em sẽ để cái đường link uh, của cái đường link mà để quý vị liên lạc với những người đại diện cái nơi mà quý vị ở đó nó có cái uh, gọi là cái um, location đó quý vị có thể gõ cái city của quý vị lên thì nó sẽ hiện ra và quý vị có thể gọi liên lạc với họ để họ giúp đó thì đây là cái tin phải nói rất là vui cho những hồ sơ pending và bị backlog ở à, bị bị backdate rất là lâu rồi mà chỉ còn chưa trả được. Đó thì còn lại một số quý vị nhận được những cái thư mà thông báo về cái vấn đề um, correct cái tiền thuế. Tại vì hôm trước là em thấy À, mọi người nói là mình không có phải trả tiền thuế trên tiền thất nghiệp mà sao tự dưng hôm nay nó báo một cái thư là nó trừ cái tiền thuế của mình đi thì có thể quý vị không nhớ là cái lúc quý vị đăng ký cái câu số 7 là quý vị nói là đồng ý để trừ tiền thuế trước đó thì hôm nay đã có một số người nhận được cái cái mail đó rồi và sau khi họ trừ cái tiền thuế đi rồi thì quý vị còn lại được bao nhiêu tiền được bấy nhiêu đó thì là cái khoản tiền của quý vị còn lại đó chỉ còn là bấy nhiêu như vậy thôi vì họ đã trừ cái tiền uh, hầu cái cái, cái cái thuế trước của quý vị rồi đó thì đấy là một cái lá thư nữa mà vai sà muốn khẳng định cho quý vị chứ không phải họ ăn cắp tiền của quý vị như thế nào đâu và sau này khi quý vị đi khai thuế thì lúc đấy quý vị sẽ có thể là lúc đấy họ có free tiền thuế giống như kiểu đợt vừa rồi nữa hay không hay như thế nào thì cái lúc đấy nếu họ tiếp tục họ không có bắt quý vị đóng tiền thuế của liên bang nữa thì họ lại trừ cho quý vị tiếp thì lúc đấy quý vị lại được gì cho lại họ sẽ giả lại cho quý vị thôi họ trả lại nguyên cái số tiền mà đã lấy của quý vị bao nhiêu thì họ sẽ trả lại bấy nhiêu giống như 10.200 đợt đang họ đang trả cho quý vị đó đó thì là cái lý do mà nhiều quý vị hỏi giống nhau cho nên em lên video này em nói luôn cho quý vị nghe nha không phải họ ăn tiền của quý vị đâu đó là họ trừ hầu nó thách with heo đó đó thì còn tiếp theo cái mục tiếp theo nữa đó là cái mục mà rất nhiều người gặp phải này đó là cái mục trời ơi, nó chạy xứ đâu mất rồi cái mục mà nhiều người hỏi về cái reapply đó và reopen đó ai là người đủ điều kiện đó đây cái mục này quý vị nha đó cái mục mà viết tắt là dncp thì hôm trước em cũng đã chia sẻ ở trong cái, cái cái mấy video trước rồi nhưng mà hôm nay thì vẫn có nhiều quý vị vẫn hỏi là vậy chương trình dncp thấy nói là sẽ được thêm tuần để mà lãnh tiền thất nghiệp vậy thì tôi có đủ điều kiện hay không chương trình này rất là khó quý vị ơi không phải ai cũng là người đủ điều kiện đâu cái thứ nhất đó là quý vị sẽ nhận được cái lá thư của edd để họ sẽ đưa ra cho quý vị cái earning ninh họ khao cho quý vị để quý vị biết được là quý vị có đủ điều kiện hay không và cái ơn ninh đó chỉ có xảy ra khi mà quý vị đang lãnh thất nghiệp quý vị nghỉ quý vị quay lại đi trở lại đi quay trở lại đi làm thì mới được còn ai mà không quay trở lại đi làm thì coi như là không có đủ điều kiện trên cái chương trình này đâu và kể cả quay trở lại đi làm đứt quãng như vậy và quay lại Reopen, apply lại hồ sơ đi chăng nữa thì cái uh, cái 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 điều kiện để mà đưa ra cái đủ điều kiện cho cái chương trình uh, gọi là gì đây uh, DNCP, viết tắt là dNCp này á thì quý vị cũng phải để ý là cái wba có nghĩa là cái tiền Ờ uh, tiền tiền của tiểu bang của quý vị đó hiện tại á nó có thấp hơn cái WBA cũ của quý vị hay không thì họ có cái công thức tính là 20 đô 25 đô la đó cộng với nếu mà nhỏ hơn khi mà 25 đô la cộng dồn cộng vào plus thêm á và tính xong 25 đô đó rồi mà nó vẫn nhỏ hơn cái WBA, có nghĩa là cái um, tiền của tiểu bang cũ của cái đợt mà chưa upline lại hồ sơ đó là chưa có lúc chưa có quay trở lại làm việc đó mà nó nhỏ hơn đó thì quý vị sẽ uh, sẽ sẽ nó lower đó thì quý vị sẽ nhận được cái chương trình mới để mà đủ điều kiện. Thế nhưng mà em thấy chả có ai đủ điều kiện đâu trong tất cả những người mà đã nhắn tin hỏi Vanessa thì em thấy là quý vị không đủ điều kiện để nhận cái chương trình mới này. Còn nếu như mà quý vị không quay trở lại đi làm việc từ cái lúc quý vị upline hồ sơ xin tiền thất nghiệp cho đến mãi bây giờ mà chưa có hề quay trở lại làm việc gì cả thì coi như là không cần phải xét cái income cái cái um, WBA cái, cái tiền của tiểu bang cũ với mới để làm gì cả tại vì có sẽ có xét cũng có có điều đủ điều kiện đâu mà xét tại vì phải đi làm lại thì mới có đủ điều kiện để mà xét quý vị nha thì đấy là cái giải thích thêm về cái chương trình um, DNCP thì nếu như mà ai mà đang lãnh tiền thất nghiệp mà quý vị quay trở lại làm việc đó thì quý vị để ý nha xem là mình cái công thức của mình mình tính nó có đủ hay không mà em thấy chưa có ai đủ cả tại vì rất nhiều người đã gửi cho em cái um, cái, cái thư viết rõ cái cái income của quý vị này rồi thì cái tiền cũ của quý vị sau khi cộng với cái công thức tiền mới thì nó vẫn không đủ điều kiện để mà lãnh cái chương trình mới này. Tại vì bây giờ chương trình mới quý vị cứ thử nghĩ xem nếu quay trở lại đi làm thì cái income nó phải đủ điều kiện nữa này sau đấy thì uh, chả khác gì quý vị bị thất nghiệp không phải do đại dịch cả tại vì là cái thời gian 18 tháng hỏi uh, cộng trừ nhân chia đi kiểu gì sau đến đó thì nếu như đủ điều kiện thì quý vị mới được tiếp tục uh, gia hạn tiền thất nghiệp với cái diện UI thông thường yêu ai thông thường thì quý vị nghĩ cũng chỉ được tiền của tiểu bang thôi mà nhiều người sau khi như vậy thì còn nó rất là ít không có đủ để mà uh, trang trải đó thành ra họ cũng không có file cũng không có gì like làm gì cả họ đi làm kiếm tiền còn hơn ví dụ như trước kia nó còn 300 của liên bang chẳng hạn thì vì sợ con covid này có thể họ sợ bị lây lan họ có thể chấp nhận ở nhà để mà lãnh thêm cái khoản tiền đó thì nó ok thế nhưng mà bây giờ quý vị thử nghĩ xem con covid corona thì coi như là sống chung rồi mọi người vẫn đi làm bình thường đó trừ khi quý vị thực sự không thể trông con không có ai trông con nhỏ còn nhỏ quá chẳng hạn thì thương con không có muốn đi làm chẳng hạn thì ở nhà trông con thôi chứ còn tất cả mọi người đều họ đều cho con đi học và đều phải đi làm hết quý vị nhà hầu như là như vậy đó thì đấy là cái chia sẻ của quý vị thế còn rất nhiều người nói là trời ơi Tôi nghe nói là chuẩn bị mỗi người đều được thêm tiền uh, tiền thất nghiệp Tôi thấy mọi người chia sẻ ở mầm Thì thêm tiền thất nghiệp này là gì Thì cái này hôm trước em cũng đã chia sẻ với quý vị Nó lâu quá rồi Cách đây khoảng độ bao nhiêu hôm Có rất nhiều người đưa cho Vanessa xem cái tin nhắn là chương trình PUC Mà tại sao lại được cộng thêm một tuần đó Thì đấy quý vị đã lãnh hết cái chương trình cũ UI online 26 tuần rồi Thì sang PUC quý vị vẫn chưa lãnh hết 13 tuần thì những người đấy cho dù đang là PUC Cũng được bắn sang một tuần của đi Thì họ thống kê là có khoảng 340.000 uh, Những claimant Có nghĩa là những người đang xin tiền thất nghiệp đó Là được chuyển một tuần sang Chương trình của FedEd Cho dù là những người đó là đang ở chương trình PUC Tại vì những người đó là không đủ điều kiện để lãnh FES ngay từ sau khi kết thúc chương trình UI 26 tuần, thành ra là họ sẽ bắt buộc phải bị chuyển sang PUC. Thế nhưng mà PUC thì cũng chưa lãnh đủ hết cái chương trình cơ bản của PUC cho nên là họ sẽ được thêm một tuần của FES tại vì họ họ được bên um, EDD bắn cái cái diện của họ từ PUC sang FES để làm gì để cho nó nó hợp lệ với cái luật đó. Tại vì cái luật là chỉ có phép thì mới được một tuần thôi đúng không? Đó thì tại sao mọi người nói là vậy thì PUC tại sao lại cũng được? Thì đấy họ chỉ là họ bán sang cho quý vị thôi. Thì mà quý vị đủ điều kiện đó, còn có nhiều người cũng PUC nhưng mà không đủ điều kiện thì không được bán đâu quý vị nha. Thì tổng cộng chỉ có 340.000 hồ sơ của ta California là đủ điều kiện bán sang thôi. Đó thì là toàn bộ những cái thông tin về tiền thất nghiệp mà hôm nay Vãn Sả chia sẻ cho quý vị. Để quý vị rõ thêm Chứ không có ai là được thêm cả Còn những người mà nhận được những cái, cái Notification ở trên uh, Notification ở trên khi login vào đó Và họ nói là hãy re like Hay là hãy đăng ký Hay để mà nhận thêm tiền Thì quý vị chưa đi làm bao giờ Quý vị không bao giờ đủ cho cái chương trình CN PM... Đây, cái Chương trình gọi là chương trình gì Uh, dncp đó quý vị không có đủ điều kiện đâu cho nên nó không có phải bận tâm về cái vấn đề đấy cái xnốc nó đi là cũng ok nha quý vị nha rồi bán sang cũng xin dừng cái video tại đây để giải tỏa cho một số những câu hỏi của các quý vị để xem mình có được hưởng nữa hay không không được hưởng. Còn trừ khi là quý vị quay trở lại đi làm thì mới xét cái uh, uh, income của quý vị nha thì mới xét để mà mà em nghĩ đủ điều kiện họ cũng sẽ gửi thư thông báo cho quý vị thôi cho nên là đừng có lo quá. Còn lại những cái notification như vậy uh, gọi là cái check đó, chỉ là để confirm uh, một lần nữa về cái hạn định của California Nha đã chấm dứt. Họ đưa ra cái 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 đó là cái confirm thôi chứ không có cái gì cả quý vị. Cái đấy thì nó đã nó xuất hiện từ lâu lắm rồi nhưng mà nhiều người thì hôm nay mới có anh xà xin dừng cái video nha quý vị nha hẹn gặp lại quý vị bye bye